Kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Tú có một số mặt hàng sale đặc biệt hết cái tuần này luôn nha cô chú anh chị ơi. Thì những cái cây xoài trong vườn Tú đây thì Tú sale là 230 đồng. Đây, cây rất là ngon, food ban này. Rồi bên này nữa này cô chú anh chị. Spirit of 76 này. Rồi siêu giòn siêu ngọt xài Thái brand Camille này. Đó cô chú anh chị ơi. Blend nữa. Những cây xoài này là những cây xoài gốc rất lớn nha cô chú anh chị. Đó, cho em quay sơ sơ cho cô chú anh chị coi cái gốc này. Cây này cao từ 5 cho đến hơn 5 feet, có cây thì gần 6 feet nha. Gốc to. Thì đợt này Tú sale đặc biệt là từ ngày mai trở đi cho đến lúc Tú bán hết cái chỗ xoài này là 230 một cây. Đó. Thì cô chú anh chị nào là fan của xoài thì tới IKT. Ở đây có rất là nhiều giống xoài khác nhau, từ xoài Thái cho tới xoài Ấn Độ và nhiều dòng xoài khác nhau nha cô chú anh chị. Bên này là có dòng xoài cũng mới về một số mặt hàng đó cô chú anh chị. Cây này là 150 đồng, mà cái tuần này đây Tú sale lốt là còn 130 đồng nha cô chú anh chị. Có xoài Thái rồi xoài Ấn Độ rồi có cả Valkyrie đó, cũng có nhiều loại xoài độc lạ đây lắm đó. Tiếp theo là những cái dòng xoài mà size nhỏ hơn thì mới về có em Moon Kunshi này cô chú anh chị. Moon Kunshi này đây thì túi sale đặc biệt trong cái tuần lễ này là 60 đồng nha. Đó cô chú anh chị này có cả lemon cái gì đó. Rồi có siêu giòn siêu ngọt là cái cây xoài Moon Kunshi này rất là khỏe luôn. Đó cô chú anh chị nhìn cái tược non của nó ra này, dễ thương chưa? Và còn nói chung là cái đợt xoài lần này về cây rất là khỏe, gốc bự. Cây đó cô chú anh chị nhìn này. Nó tùy theo từng giống xoài nhá, có giống xoài là giống xoài lùn, có giống xoài là giống xoài cao. Cái cây Mahachanok này đây có bông luôn nè. Đó, có nhiều cây rất là khỏe nha cô chú anh chị và rất là nhiều giống xoài khác nhau ở đây. Thì cô chú anh chị nào mà thích cái xoài gì thì tới lựa cho nó đúng ý của mình. Và em sẽ quay từ cái gốc cho cô chú anh chị coi này. Cái gốc của nó này nó cỡ mông hơn cái ngón tay cái của em luôn đó cô chú anh chị ạ. Cây rất là mạnh mẽ và nhìn rất là khỏe luôn. Cây xoài này là xoài ghép thì nó cho ra hoa ra trái rất là dễ, rất là đơn giản thôi, không có gì khó hết. Nhưng mà cây còn nhỏ thì mọi người nên hái cái bông nó đi để cho cây nó khỏe nhé. Em sẽ quay từ từ cho cô chú anh chị coi cái dòng xoài 60 đồng này của em nha. Có xoài siêu giòn siêu ngọt, xoài Moon Kunshi, xoài Thái ăn xanh giòn ngọt đó. Rồi các loại xoài khác nhau, nghĩa là nhiều giống ở đây lắm đó. Ai đã từng tới IKT rồi thì biết, thì mọi người cứ tới chọn đúng những cái cây mà mình thích thôi, thích giống nào thì chọn giống đó nha. Và em sẽ quay từ từ cho cô chú anh chị coi. Có cả xoài Ken nữa luôn á, nhiều lắm. Rồi bây giờ em sẽ sang những cây mận này. Thì em có một loại mận đặc biệt đó là cây chiết là black nha. Cái mận điều đen đó chứ không phải mận điều đỏ nữa, mận điều đen. Cái dòng mận điều này là của nước ngoài nha. Malay nhá. Thì cây chiết là 120, ngày mai em sẽ đưa nó lên. Bữa giờ hàng mới về nên là bận bịu quá chứ có đưa lên được. Và có những cái dòng xoài dòng mận xanh, ví dụ như cây mận xanh này đây cô chú anh chị nhìn này. Nó đậu trái rồi đó, có trái luôn rồi. Đây nè, cây rất là sum suê khỏe, mận đường xanh nha. Đó cô chú anh chị nhìn này. Cây này quá trời bông luôn. Bông nhiều lắm luôn đó cô chú anh chị. Mà đậu trái luôn, vừa đậu trái mà vừa ra bông nữa. Cái này là hoàn toàn ra tự nhiên nha, chưa có cho một cái thuốc kích bông gì hết đó cô chú anh chị. Loại mận này giòn ngọt, trái màu xanh và tốc độ ra bông ra trái của nó thì thôi rồi đấy cô chú anh chị nhìn này. Quá trời bông, quá trời trái luôn, 150 một cây cái mận xanh đó nha. Siêu bông trái. Còn đây là mận An Phước, cái cây này là cây chiết lâu rồi. Và giờ bạn ấy đang trên đà phát triển thì cái bạn này đây là 120 này, cây khỏe lắm nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị ở gần thì nên tới trực tiếp để lựa cho nó đúng ý mình. Còn ở xa thì tiểu bang khác ấy thì gọi FaceTime nhé. Còn nếu mà trên màn hình thì cứ chụp lại cho em. Đó, cô chú anh chị thấy cái cây mận này không? Đậu trái luôn rồi đó. Quá trời bông, quá trời trái luôn rồi. Nhiều lắm. Bông với trái này, cũng là mận đường xanh luôn. Đó, cô chú anh chị nhìn này, cây này thì 150 thôi. Đó.
Cây to lắm nha, cây này phải cho chậu 15 ca lông đó, sum xuê lắm luôn đó. Cô chú anh chị nhìn vậy thôi chứ mà tới tới tận nơi nhìn nó là thấy là cái cây này rất là sum xuê. Thì mặt hàng mới này đây thì em sale với cái giá để cho cô chú anh chị có thể tới tiệm pick up được một cây mà cô chú anh chị muốn. Còn nếu mà ship thì phải cộng thêm tiền ship nhé. Có mấy chị gọi điện tới nói ship cho chị nhưng mà phải thêm tiền ship chứ, nếu mà không có tiền ship thì em ship không được nha. Còn có một cô thì nói chở thẳng từ Cali đến chỗ nào tiểu bang nào của cô đấy là free shipping free delivery, em cũng chịu thôi. Dạ, cây này là cây mận đỏ, vừa quay vừa kể một số câu chuyện vui cho cô chú anh chị nghe. Chứ mà đi từ Cali mà chở xe sang tiểu bang khác mà phí shipping thì cô chú anh chị nghĩ xem là không biết là em bán cái cây đấy là có lời không nữa. Dạ, cây này là 150, cây mận đỏ. Cái mận đỏ này là giòn ngọt rất là ngon nha. Đây cô chú anh chị nhìn này, nó đậu trái mà nó khỏe lắm. Cây rất là khỏe, sum xuê bự chứ không phải cây bé đâu. Cây này 150. Đợt này những cái hàng này rất là dễ mua, cây khỏe khoắn và bông nhiều lắm. Còn cây em mận đường xanh này đây thì 120. Đó. Cây sống mận này rất là ngon nha. Không có hạt đâu, cái mận này ăn giòn ngọt. Đấy, 120 có giá ở trên thùng đấy. À cây có 100 thôi. Có 100 đồng chứ không phải 120 nữa. Bên này nữa này cô chú anh chị ơi. Nó đậu trái nó rồi nó ra từng cái chùm bông một rất là khỏe luôn. Đấy. Đây có nhiều loại mận lắm. Đủ thứ mận, có cả mận dầu thơm rồi mận lách gô. Mới mấy em này mới cập bến thôi, nhưng mà thực ra những cái cây này là lâu đời rồi đấy chứ không phải là mới chết nha cô chú anh chị. Mấy cái cây này là có tuổi thọ phải từ từ lúc chết đến giờ là phải 3 năm rồi đấy thì nó mới có trái có bông được, chứ mới chết là nó cũng chưa có bông có trái được đâu. Đây còn lại một em mận mận trái dài đây, 120 một cây nào của chú anh chị. Đây bên là cái hàng mận này là một cái hàng mận em thấy là rất là ok. Còn bên này là cái size lớn hơn này cô chú anh chị, cây mận trời ơi, cây này bông trái quá trời bông hoa đấy. Cây size lớn cũng có mà size nhỏ cũng có, đủ thứ size giá ở đây nha. Cô chú anh chị nhìn cây này cao 6 feet luôn á, ship đi thì phải cắt rồi. Cây mận này gốc to chưa, đó cho cô chú anh chị coi. Đấy, nhiều cây nhiều giống nhiều giá lắm. Ở đây nữa này, cây mận mận đỏ này đó cô chú anh chị nhìn bông hoa. Mận rất là khỏe nha. Cây vừa nãy là 300 nha, cây bự lắm. Cô chú anh chị tới tận nơi cô chú anh chị thấy cái cây mận rất là to. Đó, còn mận này nữa. Có nhiều cây ở đây nha, em cứ quay từ từ cho mọi người ngắm. Còn đây là em Black Gold. Em Black Gold này thì rồi quá sum xuê luôn, cái gốc thì bằng ngón tay cái nhưng mà cái tàn của nó tròn lắm. Mà cái cây mận Black Gold là cây cuối cùng. Cây này thì có chị kia chị đặt hàng rồi, ngày mai em kéo nó ra một góc. Cái đấy là 230 rồi sale còn 200. Còn đây là cái mận Black King Kong. Mận Black King Kong này 150 nhá, sum xuê đó. Còn em này là Nách Gô, mọi người nhìn cái lá Nách Gô là mọi người biết rồi. Đấy. Cái em này thì thôi bông thì thôi rồi. Đây 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 đây. Cô chú anh chị nhìn này. Sum xuê đẹp lắm. Đó, còn em này nữa không có đối thủ, trời ơi. Em này là em mận xanh hay sao đây này. Không có đối thủ, để em kiểm tra lại cho kỹ xem nó là em nào. Nhiều lắm. Hàng mới về thành ra là em quay thật nhanh cho cô chú anh chị để có video cô chú anh chị quay. Ngày mai cô chú anh chị tới, ai mà là fan của Mận thì tới chơi cũng được, giao lưu nói chuyện. 250 cây này. Trời ơi hai cái thằng nhóc con nó phá, đừng phá mẹ con. Đây cây mận này là mận Black King Kong này. Cây rất là to nha cô chú anh chị. Đấy, đấy, đấy. Lách King Kong cây này to 200 đồng. Bự to. Loại lách King Kong này ăn rất là ngon. Và một năm nó có thể ra 3 lần trái đấy. Lách King Kong thì sai trái lắm. Ai mà muốn có mận để ăn, không có đòi hỏi giống mận đặc biệt ấy, thì lách King Kong cũng giòn ngọt và chắc thịt lắm. Sometime thì nó có hạt, sometime nghĩa là có cái mùa có hạt, cái mùa không có hạt. Nhưng mà tốc độ đậu trái của nó thì kinh khủng khiếp luôn. Trái khi chín là đỏ đen, có sọc sọc. Đó. Nhưng mà so với mận giống mận mới bây giờ thì trái nó nhỏ hơn. Còn em này là em Lego, em này to lắm nha.
Em này bự lắm, em này 300 cô chú anh chị, mặc dù em chưa có bông đấy nhưng mà em bự lắm. Đó cô chú anh chị nhìn này. Bự lắm. Còn em này thì em nách kinh công. Nách kinh công đó cô chú anh chị. Đó, nách kinh công cái chiết. Em này 108 này, còn em này thì nách gô, em giờ em nhìn cái lá em biết em nào với em nào rồi. Có bông nha. Đó, em này này, nách gô. Có bông nha. Chả lẽ cứ quay vào cái chậu làm gì biết. À cho mọi người quay cái gốc. Đó, em nách gô. Còn em này nữa này. Em nách gô thì có giá 250 đến 300. Rồi 350 luôn, có nhiều cây bự lắm cô chú anh chị tới quay nha. Nách gô đó. Như cây này này, trong chậu 20 cái lông luôn đấy. Nách gô khỏe lắm luôn rồi, chứ không phải là nách gô nhỏ đâu. Đó, black gold đó. Sáng nay mọi người tới thì chưa có hàng, nhưng mà chiều mới có hàng à. Thành ra nếu mà cô chú anh chị tới bảo quái sáng nay tao tới không thấy thì bây giờ em mới có nha, mới có em mới quay nên. Nói chung cũng nù bù lắm cô chú anh chị ơi. Đây nữa, cái cây này mới to vật vã chứ. Em này là em mận mận xanh này, em mận đường xanh rồi, cây to. Đấy cây to nha. Cây bự 300 đồng, còn cây này nữa rồi, hoa này. Hoa quá trời hoa, bị nào gãy mất một nhánh hoa rồi, tiếc quá cơ. Đấy. Cây to chưa? Mận có hoa quá trời, mận có hoa luôn. Mận đường xanh rồi, mận đường đỏ đấy của chú anh chị. Bây giờ mận ăn rất là ngon luôn. Trời ơi, bông hoa này. Rồi nó nở bông, nó đậu trái rồi. Tiếc chưa cô chú anh chị? Cảnh nó, cái bông nó bị rụng á. Đây này nữa. Còn mận sóc trăng nữa. Mận sóc trăng rồi, mận An Phước có luôn. Đó. Có bông, có hoa đàng hoàng nha cô chú anh chị. Ai thích mận thì cứ tới IKT. Bây giờ IKT đủ thứ loại mận rồi. Trong tương lai thì sẽ có nhiều loại mận đặc biệt nữa nha cô chú anh chị ơi. Bây giờ em quay mận cho cô chú anh chị sơ sơ thấy là IKT bây giờ không thiếu thứ mận gì. Có cả mận cẩm thạch luôn nha. Rồi bây giờ em xin phép ngừng cái đoạn mận ở đây để em quay sang đoạn khác, đỡ mất thời gian của cô chú anh chị. Thank you cô chú anh chị rất là nhiều. Rồi em quay sơ sơ sương sương rồi, mận đủ rồi nhá. Bây giờ em đi sang bên cạnh đây là ổi. Ổi thì cô chú anh chị biết rồi. Bây giờ là em có ổi Thái Vương này, ổi Thái Ruby này, ổi Đài Loan Ruby này, rồi ổi Xá Lị Việt Nam 40 đồng này, rồi ổi tím 80 đồng này, rồi ổi siêu trái 50 đồng này, ổi cái gì nữa nhỉ, Ruby Supreme 50 đồng, cũng nhiều ổi. Rồi bây giờ ổi đầy đủ. Ổi cẩm thạch nữa 80 đồng. Còn đây cô chú anh chị nhìn nè, ở đây em có những cái dòng mà trứng gà hay là ô mai hay gọi là Nekima, trái dài, trái tròn, trái dẹp, các kiểu trái ăn dẻo, không bị nghẹn cổ, dễ đậu trái. Tất cả các cây ở đây đều có hoa hết. Có giá từ 60 đồng cho đến 80 đồng. Cây rất là đẹp và nhiều cây nhá, chứ không phải 1-2 cây nha. Cây nào cũng có hoa hết, xanh non mơn mởn. Nhìn đẹp gái. Đó, như gái 18 luôn. Tới là mê luôn đó, chứ không phải tới là chê đâu nha. Bây giờ em quay từ từ. Còn lại cái hồng xiêm ruột đỏ này đây, 60 đồng với 80 đồng một cây. Đó, có hai size. Cây ghép nha cô chú anh chị. Cây này thì dễ đậu trái lắm. Ôi cái cây này đây cô chú anh chị ơi, nó khỏe lắm luôn. Bữa giờ là bán cũng nhiều rồi. Thì cái cây này đây là 150 đồng một cây. Mà cái trái tự đậu trái được, ăn rất là ngon nha. Đã có review rồi. Mấy anh chị ở trên trên mấy group đó, mấy anh chị đã ăn và mấy anh chị nói là ngon nha. Và tự đậu trái, cái trái thì nhìn giống y cái trái sầu riêng của Việt Nam mình, nhưng mà nó không phải là sầu riêng, nên ta gọi tắt là sầu riêng Nam Mỹ đấy, mãng cầu, không có mùi sầu riêng nha. Cái cây này gốc thật to, đây là 180 này cô chú anh chị ơi. Đấy, cây khỏe lắm. Cây này em ship đi là ok nha. Ở bên cạnh đây là cây Na Dai Việt Nam. Na Dai Việt Nam thì em có giá 50 đồng này. Rồi cây này thì là 250 nha. Đó. Nghĩa là có từ giá nhỏ cho đến giá cao có hết. Cây này em để ở ngoài vườn nhà em một năm trời rồi đấy. Giờ nó bắt đầu ra lá ra bông lại nha cô chú anh chị. Chuối sáp đợt này mới về mấy bé này đây. Rất là mạnh, rất là khỏe. Ăn cây chuối cũng được, ăn củ chuối cũng được. Mà ăn hoa chuối, gọi là bắp chuối cũng được. Mà cái lá chuối đây là cũng ăn luôn. Lá chuối là để làm bánh. Trời ơi, cái cây chuối này không vứt đi đâu từ thứ gì. Mình ăn cái cây chuối này còn hơn cả sâu nữa, ăn hết.
tính ra là rất là lợi. Và cái cây này em vẫn để cái giá là 100 đồng nha cô chú anh chị. Cái chuối sáp này là của Thái, rất là ngon. Còn em sơ ri Gò Công này thì cũng mới về luôn. Cây này cây chiết, cây cao khoảng hơn 4 feet, khỏe mạnh, xanh đẹp. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Cây này em ship đi được luôn nha cô chú anh chị. Cây này là 40 đồng này. Ship luôn là 80 đồng nha cô chú anh chị ơi. Đó, ship nguyên chậu luôn á. Ship các tiểu bang trên toàn nước Mỹ luôn. Bên cạnh đây là cây điều. Cây điều này á, đã có trái rồi. Và hôm nọ chín thì cô chú anh chị thông cảm là em đã thử nó rồi. Và đây tiếp tục ra bông. Gốc thật là to. To bằng cái cổ tay, to hơn cái cổ tay của em cũng có luôn. 120 triệu đồng một cây. Khỏe mạnh nhá. Hôm trước cô với chị muốn kiếm cái chị nào với cô nào tự dưng quên, muốn kiếm thêm một cây điều nữa thì bây giờ em có điều mới về rồi. Đi lên quay xem là có đúng những cái cành cái lá mà cái xếp hợp với cô với chị không thì đó lại tiếp tục nên làm một em điều nữa về. Cái trái điều ăn cũng vui lắm, em ăn rồi đó. Cái hạt điều thì mình để mình ăn hạt. À đặc biệt mấy cái em bơ này đây thì đợt này em sale là còn 50 đồng một em. Ui giời quay nhanh quá. Quay sang bên này. Bên vải. Vải này vải lưỡi gà nhá, vải lưỡi gà là một trong những hàng top của vải. Hạt nhỏ xíu, dễ đậu trái và mọng nước. Trái đỏ chín to. Vì cái cây này em đã bán cho một chị gái cây lớn lắm. Ở đây em bán cũng cả 2.000 đồng chứ không ít cái cây đấy đâu. Trái nhiều chị cho em ăn rồi, rất ngon. Mà bây giờ em tiếc em không kiếm được cái cây to như vậy nữa. Bản thân em rất thích ăn vải. Giờ chỉ còn cái size này thôi. Cái size vải đấy thì 200 đồng. Còn cái em Pearl này đây là cái size lớn của nhà em này. Em Pearl đang có cái trái non nhá. Em Pearl là một trong những cái giống nổi tiếng, rất là nổi tiếng chứ không phải nổi tiếng bình thường. Thì nếu mà ai mà biết về vải đó thì chỉ cần nhắc đến em Pearl là biết là nó như nào rồi. Thì cây này là 180 đồng một cây này. Em có cái cây mà nhỏ hơn 100 đồng bông tung bùng luôn. Ai thích cái hàng 100 đồng cũng có luôn nhé. Nghe là đủ size, đủ cỡ cho cô chú anh chị chọn. Đó, còn cái vải thiều cũng có này. Nói chung giờ vải như em là đầy đủ các kiểu loại vải rồi. Em quay cho mọi người coi cái cây 180 Emperor cho mọi người coi nhá. Đấy. Đó, cô chú anh chị nhìn này. Cây vải này thích nước nha, phải tưới nước nhiều giúp em. Cây này giống này Ziki có một cây thôi. Đó. Ziki đó con cây cũng 180 luôn, cũng là hàng sưu tầm của em. Rồi quay cho cô chú anh chị nhìn này. Anh gấu anh nói mẹ ơi đi về thôi, muộn rồi. Thế mà còn vẫn còn phải làm video đấy cô chú anh chị. Còn cái dòng vải 15 Ganong này Tú bán còn 80 đồng nha cô chú anh chị. Bên này á, là em có nói thật, cô chú anh chị thông cảm chứ. Táo xanh nhà em có đến 4 loại. Bây giờ em giới thiệu cái loại mới nhất bây giờ là cái giống táo này tên là táo Xuân. Hay còn gọi là số 13, số 14 gì đấy giờ em quên mất rồi. Nhưng mà cái giống táo này đặc biệt là nó có một năm hai mùa. Cái mùa chính của nó ấy thì trái táo nó tròn, còn cái mùa phụ của nó đấy thì trái táo dài, ăn rất là giòn ngọt và cái vị ngọt của nó giống như là vị của mía, mía tươi nha, chứ không phải mùi mía nha quý vị. Cái vị ngọt của nó giống như là mình ăn khúc mía tươi, nó ngọt thanh và nó rất là ngon. Nó cái này nó cảm giác nó rất là tươi mát ấy, sáng khoái, giống như mình đang khát nước mà mình vớ được một cái trái táo mà nước nó như vậy mà nó giòn tan và ăn đến đâu là coi như là ngọt nịm tới đấy và ngọt mát giống như là mía tươi nha. Rất là ngon cái giống này đây. Thì em mới có thôi. Và hôm trước cái clip kia nó dài quá, không có thời gian để mà phân tích cho cô chú anh chị coi. Bây giờ từng cây một mà em phân tích thì chắc là phải 3 tiếng đồng hồ. Thành ra là em nói sơ sơ nha cô chú anh chị. Cái cây này đây là cây ghép mắt. Thành ra là cái dáng của nó chỉ được như thế này thôi. Cô chú anh chị đòi thẳng tắp thì chịu, không có cây thẳng tắp. Đó. Cái em quay cho cô chú anh chị coi. Nó cao khoảng hơn 4 feet nha. Và bên này là cái em táo này là táo Đài Loan thường. Dòng táo Đài Loan thường thì trái nó nhỏ nhưng mà nó cũng rất là ngon. Đó, bây giờ không có táo dở đâu cô chú anh chị ạ. Và em còn có cả táo Đại Mật là cái trái táo lớn hơn cái trái trứng gà nha cô chú anh chị. Rồi em có cái thái táo Thái trái to nữa cũng có này. Rồi em có cái táo Thái siêu trái, thì cái cây siêu trái đấy của em bây giờ còn lại mấy cây thì em tạm thời em cất đi.
Để khi nào ra trái lúc đó em mới quay lên cho cô chú chị sau nha. Và sương sương ở trong tiệm bây giờ em có bốn loại trà táo xanh khác nhau. Riêng về cái dòng Đài Loan này em đã có một mình nó ba loại. Táo Thái thì em có hai loại rồi đó. Đấy. Còn bây giờ em sang phần cái thằng táo gì đây? À, Si Hông, táo Tàu. Táo Tàu Si Hông á thì được mệnh danh là cái dòng táo mà để làm táo khô, hay là em nghi nghi thằng này táo Tân Cương quá cô chú anh chị ạ. Táo táo đỏ Tân Cương ấy. Đấy, là nó đấy. Rất là ngon, ăn 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 xanh, à không phải ăn xanh, ăn mà khi mà chưa có chưa khi mà mình chưa có làm khô á, là lúc đó là táo chín á, ăn rất là ngon nha. Đã được nhiều người review rồi, nó là một trong những cái hàng top đấy chứ không phải vừa đâu. Và mà khi mà cô chú anh chị để cho nó khô, sấy khô á, thì rồi quên sầu luôn, cái này được rất là nổi tiếng. Vì thế nhanh tay đây cô chú anh chị nhìn đi, em bán cũng sắp hết rồi, đặc biệt tuần lễ này đây em bán là còn 180 em, nghĩa còn mấy cây em bán nốt đấy cho nó hết luôn đó, tới pick up nha, còn ship đi thì em sẽ cộng thêm tiền ship đó cô chú anh chị này. Có bỏ hoa, cây nào cũng có hoa hết rồi, có mấy cây có trái thì mấy anh mấy chị tới khênh về nhà hết rồi, còn lại là có hoa nha. Xăm tham thì có cái trái non đấy, là cây táo Si Hông rất là khỏe. Nếu mà nói độ khỏe của Si Hông với lại Tiger Tooth thì Si Hông nó khỏe hơn, cây xanh mà. Còn mấy em Tiger Tooth đây thì cũng đang trên đà là đi về làm dâu hết rồi đấy, thì ai còn đang lăn tăn, còn đang suy nghĩ có nên rước một em Tiger Tooth hay không thì phải nhanh tay, vì cái trái này nó đã nổi tiếng từ lâu rồi, em cũng không cần phải giới thiệu nhiều, năm nào là em cũng bán hết rất là sớm đó. Bây giờ là cái cây nhỏ thì em sẽ chưa có bán, em chỉ bán những cái cây khoảng 4 feet đấy, em chỉ quay cho cô chú anh chị coi thôi. Còn nếu mà ai tới tiệm mà có nhu cầu muốn mua cây nhỏ đấy thì em bán, nhưng mà ship đi này em không có ship cây nhỏ nha, em ship ít nhất cũng phải 4 feet. Ví dụ như cây này này, tàn cánh đầy đủ. Và từ bữa có cây táo thai cửa thuốc đến giờ đấy thì một số anh chị đã nhận được rồi và rất là happy. Thì tí em sẽ đưa mấy cái feedback của mấy anh chị lên cho cô chú anh chị coi nhé. Nhận được rồi, đi shipping đi 3 ngày rồi 5 ngày đấy, very happy luôn. Thì em cảm ơn cô chú anh chị phương xa rất là nhiều. Cái cây này đây thì em bán là 200 đồng. Đó, 250 nhưng mà giờ còn 200 đồng thôi. Cũng nó cũng không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Mà em cứ quay cho cô chú anh chị coi đó. Để cô chú anh chị nhìn thấy chứ nhiều lúc cứ bắt em chụp chụp chụp, nói thật với cô chú anh chị. Tự mấy người hôm nay order mấy cây liền cơ, cứ nói em tự chọn à. Thế là em chọn cho luôn. Chứ giờ mà bắt em đi chụp 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 một hồi trong tí người khác tới là người ta lại lấy cái cây đó thôi à. Thành ra là em chọn xong em bê cất đi thôi, chứ còn khỏi phải chụp chụp làm gì cho nó mệt. Thì cái đợt hàng nào nó về thì nó cứ như thế này thôi, chứ nó đâu có to hơn được nữa, hoặc nó đâu có bé hơn được nữa. Mà em ship đi thì em phải lấy những cái cây nó khỏe mạnh cho mọi người. Đây. Nói thêm về cái táo Tiger Tooth này, tốc độ đậu trái của nó là không có đối thủ nha. Trời ơi, đậu trái một cách là dã man luôn, siêu siêu trái đó. Em này đậu trái này, không có đối thủ. Đậu trái thì dễ lắm, nhanh lắm. Mà cái trái thì nhìn rất là đặc biệt, nhọn nhọn giống như răng con cọp á. Nhiều người người ta cũng không có quan trọng ăn uống đâu, mà quan trọng là người ta nhìn cái trái người ta vui á. Nhiều lúc spend time là như vậy. Enjoy cái nhiều nhiều cái nhiều người có cái sở thích chơi túi hay là chơi xe, thì nhiều người thích chơi cây, đó là như vậy, nên là rất là khó để mà nói. Thì bây giờ em tiếp tục tới đây là cái cây Autumn Beauty, một trong những cái dòng này em rất thích ăn, trái to như trái trứng. Giòn ngọt nước nhiều. Nếu mà cô chú anh chị được ăn một cái trái này thì thôi rồi ngất, vì nó quá ngon, giống như là cô chú anh chị ăn phải cái táo xanh của Đài Loan đó. Rất là ngon nên là em rất là thích em này nhé, cũng là 200 đồng. Có 8 em thôi, không có nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Bên này em hôm trước em quên em không có giới thiệu kỹ với cô chú anh chị về cái cây thanh long. Cây thanh long ở đây nó có rất là nhiều giống và toàn giống là giống sưu tầm thôi. Có cây thì có mùi trái dừa, có cây có mùi trái chanh và có cây có mùi dưa hấu, và có rất nhiều cái loại đặc biệt ở đây, trái lớn. Nói chung là hàng này là hàng sưu tầm đó cô chú anh chị. Thì những cái chậu mà ở trong một gan lông này là 20 đồng. Có những cây á là có hai giống thì là em tính 30 đồng. Đó cô chú anh chị nhìn này. Có tên tuổi ở đây hết rồi, mọi người có thể tới tiệm Enjoy thì có thể là search trên cái phone của mọi người đấy, nó có đặt tên khoa học thì mọi người mới search được ra cái trái. Chứ còn nếu mà đặt theo tên tiếng Việt thì còn lâu mới ra cái trái nó làm sao.
Đó, em có tên tuổi đàng hoàng ở trên đây rồi, mọi người cứ enjoy, cứ tới sớt đàng hoàng nha. Và những cái chậu lớn như thế này, đây có nhiều cây á, trong cùng một chậu đây là 60 đồng một cây. Cây rất là lớn rồi. Về là trồng có thể năm sau ra trái được, ăn được đó cô chú anh chị. Ở đây có nhiều giống lắm. Mà cái này là của một người, người ta chuyên chơi về thanh long đó. Người ta để lại cho em, để em chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn. Nếu mà ship đi thì có thể là ship được nhiều nhiều cây thanh long nữa trong cùng một cái order đó, thì tiết kiệm được tiền ship cho cô chú anh chị. Ai thích cây thanh long thì gọi cho em, nhưng mà khi em ship đi thì em sẽ lấy hết những cái chậu này ra rồi em bó này em ship, tại vì cái cây này đây là mình có thể cắt nhánh để mình ship đi được nhá. Mọi người không cần phải lo lắng, rồi về lại trồng lại bình thường thôi. Như vậy thì sẽ xem được cái tiền ship của mình rất là nhiều. Thì 20 đồng mọi người có thể mua nhiều nhiều cây lên để em ship cho một lần, vậy cho nó tiết kiệm tiền ship. Đó, em quay cho cô chú anh chị coi này. Đủ thứ loại thanh long ở đây nhé. Có nhiều loại rất là nổi tiếng luôn á, thì ai chơi thanh long thì người đấy sẽ tự biết thôi à. Còn đây là cái cây Dona Tree thì nó đã có rễ rồi đó cô chú anh chị ơi. 30 đồng một cây, bây giờ còn lại khoảng 2 4 6 8 em thôi. Thank you cô chú anh chị tới ủng hộ, bây giờ cũng còn 8 em. Ngoài ra thì rau rau rồi ớt trong tiệm còn rất là nhiều. Và đây là cây su su 15 đồng một cây. Ớt thì bữa nay lớn rồi. Là 15 đồng một cây có trái luôn nhá, có cây ớt siêu cay thế giới luôn. Rau thì có nhiều loại là 5 đồng hai chậu, có nhiều loại thì 5 đồng một chậu. Tùy vào từng loại rau nha cô chú anh chị. Sen đá em cũng có luôn. Đây cái cây ớt này là ớt chim ị này. Trái nhỏ nhỏ nhưng mà cay thơm lắm. Đấy cái cây ớt này đây này. 15 đồng một cây nha cô chú anh chị. Còn bây giờ em giới thiệu thêm về những cái dòng táo đặc biệt, ví dụ như cái táo này 2 trong 1 này, sum xuê mà đẹp như này. Đây là em này, là một bên là em là hồ lô, còn một bên thì không biết là gì đây, nhưng mà là cái giống ngon nha, quên mất cái rơi mất cái thác rồi. Cây này là khoảng 3 feet, rất là đẹp tròn tàn. Còn bên này là một em phan dao, à phan dao đó. Phan giao cái cây này rơi vào khoảng 3 feet. Cây này là lớn nhất trong những cái cây kia. Còn lại 3 cây thì cây đấy lớn nhất. Còn cây này là một bên là công phu và một bên là hồ lô. Thì cây này cũng cao khoảng 3 feet. Cây này em ship đi được nha. Đây còn hai này em, hai em phan giao đó. Thì ai thích táo tàu thì cứ tới. Rồi em này nữa là em này em mới khai quật được lên. Đấy khai quật đường lên thì cái bé này giống y là cái cây raspberry. Nếu mà để mà chín đen đi á thì nó ăn ngọt nha cô chú anh chị. Cái lá của nó giống như lá nho mà cái gốc rất là to. Em sell hết cái tuần lễ này là 80 đồng nha. Và nó là cây dâu, tên tiếng Anh của nó là merberry. Nhưng mà cái trái thì giống như là raspberry và rất là sai trái nha, một năm ra 2 mùa trái được đó. Đây cô chú anh chị nhìn này. Thì vừa nãy có cái trái nó chín rồi em ăn nó ngọt nha. Ngọt đó chứ không phải chua đâu, mà không có hạt thì cho mấy bạn nhỏ ăn cũng rất là tốt. Cái này thì ăn giúp ngủ khỏe này, ai mà thiếu ngủ thì cứ mua mấy cái dòng mulberry này ăn rất là tốt luôn. Đấy nó tên là cái gì đây, Persian mulberry pudding đấy. Cây này lạ ha, cây này mới giống mới luôn đó cô chú anh chị, gốc to lắm. Ngoài ra thì em còn táo tàu GAA66 này. Đây, cô chú anh chị nhìn này, GAA66 cây này mới về luôn. Cây này em bán là 100 đồng một cây nha, cho cái tuần lễ này thôi. Còn cái cây này là hồng giòn, hồng giòn cây lớn ở trong tiệm em, cây cao mà cây trái nhiều lắm. Đây chậu này cô chú anh chị nhìn, 20 can lông này đó, trái đầy trên cây luôn, nó cao phải 8 feet. Ai thích cái cây như thế nào thì cứ tới rước về trái đầy luôn á. Cây này là 150, sale còn 120 nha. Có mấy cây rồi đấy, ai thích thì tới nha. Không có nhiều đâu, cái dòng này không có nhiều, mà cây cao đẹp lắm. 150 còn 120 nha cô chú anh chị. 2, 4, 6 có 8 chậu thôi. Và đặc biệt tuần này em sale hết những cái cây đào này đây, là 40 đồng một cây. Còn cây hai giống thì 70 đồng nhé. Hai giống cũng còn ít thôi, sắp hết rồi. Còn lại một giống là 40 đồng. Đó.
Trước khi mua thì mọi người cứ nghiên cứu cho kỹ. Trái thì chín hết rồi đó. Trái chín hết rồi. Còn bên này là phân giò thì được bà con ủng hộ nhiệt tình nên bây giờ là còn lại cũng sắp hết luôn rồi cô chú anh chị ạ. Thì em cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Thì cái bao đỏ kia là 10 đồng, cái bao lan này đây thì 8 đồng. Còn đất con cá thì là 15 đồng. Còn xô chậu thì em sale là chậu 25 ga lông, 10 đồng mua 10 thì tặng 5. Đấy, cứ mua thoải mái, khi nào mà em hết hàng thì thôi. Còn lại thì những cái chậu ví dụ như là cái gì đây? 35 ga lông này là 20 đồng này, 65 ga lông thì 30 đồng này, 45 ga lông thì 25 đồng này. Che thì em cũng có bán cả bó luôn để phục vụ cho cô chú anh chị có nhu cầu mua nhiều. Cái 14 14 này thì 90 đồng. Đó. Rồi vôi thì còn hai em thôi. Rồi mà em sẽ lấy thêm về. Rồi phân các kiểu vôi thì 30, còn 15 2 10 này là loại cực mạnh cho kích bông 5 5 đồng. 15 30 15 thì 60 đồng, 20 20 60 đồng. Rồi fit bon mew đây 50 phao đây thì 80 đồng. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Bữa nay mọi người tới ủng hộ em nha. Ngoài ra thì em còn có nhiều như là bonsai, bông hoa, cây cảnh, đủ thứ ở trong đây nè cô chú anh chị ơi. Ai thích cái gì thì tới nhá. Và bên cạnh đó thì em có rất là nhiều giống mãng cầu mới, mới vừa cập nhật luôn. Như là si han lúc là mới nhất này, rồi na sầu riêng được ghép với lại cây mễ, cái gốc mễ đấy, tất cả mãng cầu của em được ghép với gốc mễ hết. Thì giá của nó sẽ có từ 40 đồng là cây do thái với cây nisa. Còn những cái cây khác giống như nisa pride này 60 đồng này, rồi cây định quán là 60 đồng này, có mãng cầu đỏ, mãng cầu do cái gì úc hai này 70 này, rồi những cái giống mới thì là 100 nha, còn lại cứ 70, 80, 60, 40, đủ thứ giá. Còn cái sao ở shop bự bự đằng kia là 200 đồng, và cây nhỏ thì 40 đồng. Cây cóc thì bây giờ em đang sale với cái giá là 50 đồng nhé. Rồi cây thần kỳ có trái có bông thì 150. Nói chung là trong tiệm bây giờ là đủ thứ loại cây ăn trái rồi cô chú anh chị ạ. Riêng mà nói về nho thần gỗ thì nhà em rất là nhiều. Có cái giá từ 60 đồng trở lên. Đây, saboche thì cũng nhiều lắm luôn. Có đủ size, đủ cỡ. Cây này là to to như này này, bự như này này, là 350 đó. Saboche là ai thích saboche thì cứ việc tới. Còn những cái cây siêu khủng đó, nói chung là nhiều lắm. Bên này là nho thân gỗ này, đây em sell nốt tuần này là 1.000 đồng một cây cho cái nho thân gỗ đỏ này. Nó có trái hết rồi, ăn một mẻ rồi, bây giờ tiếp tục ra mẻ nữa đấy. Đó, cây gốc to cao đẹp 1.000 đồng một cây. Em cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo hết video này. Hẹn gặp lại mọi người tại IKT Nursery. Thank Trời ơi cô chú anh chị ơi, cây xoài nó to dã man này, em đang kẹt xe nhé, trên đường mà em thấy đúng là mắc bệnh nghề nghiệp mà tương tác ngay. Đang kẹt xe mà vừa nói chuyện với bà chị ở trên phone mà vừa quay phim cho mọi người coi này. Một công ba việc liền chứ không phải ít đâu. Này trời ơi cây xoài gì đây. Hôm nào có rảnh thì ghé ghé đi phỏng vấn xem chủ nhà trồng cái xoài gì đây. To trái đầy luôn này. Phỏng vấn. Thôi đi thôi, hết các đường rồi. Chiều tối đói bụng quá ông bà cô chú ơi, dẫn anh gấu anh Bèo đi ăn donut. Thích ăn donut nào nào? Rồi donut nhìn hấp dẫn chưa? Một cái này nhá. Rồi gấu ăn cái nào? Gấu ăn cái nào? Hai. Can I get one this one? This one. No no, quick quick one. This one. Sorry. This one. One this one now. Anh gấu anh Bèo đã được mua xong donut. Ê, giỏi ơi hai anh. Ngồi ăn luôn à, enjoy luôn à. Muốn ngồi đây cơ à? Rồi ăn đi, tí rồi còn đi ăn tối cơ. Quay sơ sơ cho ông bà cô chú quay ở đường xá bên đây cô chú chị nhìn cái tiệm kia kìa, tiệm đối diện với lại nursery nhà Tú đấy. Cái tiệm này trời ơi đông lắm. À, tiệm Nhật đấy, đồng kín mít luôn. Đây bố nó vừa mới chạy xong cái lái cái xe chóc qua. Trong khu chợ Vôn nè.
đằng sau cái nùm cây kia kìa cô chú chị ơi, là tiệm của nhà em á. Đây mát mẻ lắm, bà con đi ngồi ăn đồ nớt, có cả xa bớt ở đây luôn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video sau nhé, bye bye.